Con chào cô và các bạn, con tên Xin chào là cô và các bạn. Con tên là Sa Hân. Hôm nay các bạn đang phần chương trình Mê Cung. con học lớp mấy? Học lớp 2, trường lớp 21. Rồi bây giờ con giới thiệu về sản phẩm của mình đi. Sản phẩm của con có hai mươi cung. Và khi chạm vào những hoa quả và bánh bột nước thì nó sẽ là vừa có tiếng kêu uống nước và tiếng kêu ăn. Và khi chạm vào cái mũi tên này thì nó sẽ chuyển sang mê cung hai. Ở mê cung hai thì có một con voi và lá cờ xanh. Khi chạm vào lá cờ xanh thì nó sẽ chuyển sang con nền green. Còn khi chạm vào con voi thì nó sẽ chuyển sang con nền blue. Rồi con mở chế độ điều khiển toàn màn hình và con chạy chương trình nào. Rồi đã chiến thắng, bây giờ con thử test cái chế độ thua cho cô xem nào. Rồi, phần thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Phần thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người.